đánh đánh toàn thua, đánh đánh toàn thua, đánh toàn thua thì nãy giờ đấy các bạn ạ. Mẹ mày mấy chục trận đánh toàn thua, tôi thắng hay tôi thua vậy? Tôi thắng các ông ạ. Con Lulu này mạnh lắm này. Lulu là ác quỷ à? Lulu vẫn mạnh, nó có cái khổng lồ hóa rất là mạnh nhá. Mặc dù mùa này nó là tướng một tiền nhưng mà nó lại cho đồng minh cái chiêu cuối của nó thì mình thấy à, nó là tướng ba tiền chứ nhầm. Hi, xin lỗi anh em. Gravet 2 nè, Kata này, 4 học viện đấy. Quánh đi, thoải con gà mái đi. Cho con này lên hàng đầu, cho hai con này xuống cuối. 4 học viện, trận này đã có 4 học viện rồi. Hoàn toàn kẹp thật, kẹp là thần tượng mà đánh được. Nhìn con quái tím này nhìn trông cũng đáng yêu phết. Nhưng mà nó cái hiệu ứng của nó trông nó không vui mấy con kia được. Này nhìn này, ấy, kiểu nó vả xuống nhưng nó không hất lên như mấy con kia. Trông cũng được. Rồi, trận này mình xuống top 4. Ra nhặt cái kiếm nào. Lấy cái vô cực nữa. Lấy vô cực nữa. Bì. Nào nhặt được cái gì đây? Làm ơn nào. Bali Believer. Kiếm này, kiếm kiếp các thứ, găng này. Kiếm găng cung. Kiếm găng cung được hết. Ưu tiên lấy kiếm. Rồi lấy rồi, mất kiếm rồi. Để mất cả găng luôn ạ. À. Vậy thì lấy cái này vậy. Lấy kata vậy để lấy ghép cái ấy vậy. Con ấy nhỉ, con này xem sức mạnh công kích. Giờ để ra em miniger định mệnh. Đúng cái game. Lúc nào cũng tạo nên mẹ mấy cái sự khó chịu. Rồi trận này liệu có lấy được Garen 3 không? Hậu vệ này, Camille, Samira thách đấu này. Cho vào cho đánh tạm đi. Tầm này thì còn trông cho ở gì ở đây nữa đâu. Game này là thấy hỏng rồi. Game này là thấy hỏng rồi. Sợi nhà được cái chiếc Samira bắn tốt cho 10 điểm. 10 điểm, 10 điểm cộng về chỗ. Nice. Nhìn con này nhìn buồn cười vậy cả nồi các trông chân nó ngắn mẹ trông như con xong lại ngồi kiểu bít lại ngồi kiểu ấy xuống đất đi chứ nhìn buồn cười thật. Hai thách đấu rồi, hai hậu vệ. Đây các bạn nhìn nó ngồi nó bệt xuống đất này đây. Đây nhá, cho các bạn xem nhá. Nó chạy 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 xong rồi thả phát là nó ngồi bệt xuống đất, nó ngồi dạng hai chân xuống này. Cái sừng tím. Xem trận này có nhà nào đánh ui thằng này Việt Nam băng đảng rồi. Xem thách đấu này. Có mỗi mình đánh học viện thôi. Được, trận này không đụng bài. Nấp sau ta. Thằng điên này nó lấy được 5 cái gì rồi này. Bây giờ mình vẫn được chuỗi thắng. Thằng này cũng hai học viện này. Hai học viện gì không biết. Thắng à? Ngại quá. Thắng nhiều ngại các bạn ạ. Không thắng cũng ngại. Kiếm ra người cho lượng sát thương vừa vừa đủ cái. Trận này loại ra con này. Ngoại binh. Cộng thêm 4 kinh nghiệm. Lên cấp không lâu lắm rồi mình không được cái gì nhỉ? Lâu lắm rồi mình không được nhận cái mỗi lần mua vàng là được thêm 4 kinh nghiệm hay sao ấy. Mỗi lần thêm vàng là được 4 năm kinh nghiệm. Thằng này 5 băng đảng. Mày nó lại đánh sát thủ rồi các ông ạ. Hello.
Bên nào lúc nào bên này nó đánh xong thì chắc bên mình xong, hoặc là chậm hơn một tí, hoặc là bên mình nhanh hơn một tí. Sang trêu mấy con này cũng hay. Được cái gì đây? Được máu, được hẳn máu luôn ạ. Được, ok. Gazen này, Leona này, năm học viện. Hai thách đấu. Cho xin thêm con học viện nữa là đẹp. Tầm này là chỉ có xin thêm con học viện nữa thôi. Gặp năm băng đảng này có chết được không? Định mệnh năm băng đảng lại còn hai sát thủ nữa chứ. Thôi xong rồi, con này tử vong rồi. Định mệnh gặp cái thằng top 1 này toang rồi. Nó mạnh vãi nồi rồi các bạn ạ. Nhất là cái thằng kia kìa. Kìa, đánh kata đi. Má kata là kata 2. Thằng này đánh sát thủ băng đảng. Leona 2. Nãy giờ chưa lấy được cái gì ưng ý cả. Đây Leona này, Leona với Samira luôn này. Khóa vào đã. Xong nốt vào này tính tiếp. Nó xét phong kiếm. Không cần phong kiếm. Em không cần phong kiếm. Em chỉ cần vô cực kiếm với cả là huyết kiếm thôi. Em không thèm ăn kem. Em không thể mẩn mẫn. Em đi xì heo đất 200 một ngày ngày ngày. Son Goku à? Định mệnh bộ này đẹp phết nhỏ. AC AC mắt diều hâu. Son Goku Luffy. Son Goku Kha'Zix. Mắt diều hâu xấu ấy. Bọn nó làm mặt Itachi này, Naruto này. Thằng này là Boruto mà. Ơ, lại thắng à? Thua mỗi thằng băng đảng thì thôi. Mr. Luffy. Đợi bạn tính thêm là một bách mốc thách đấu. Lấy luôn Sami ba. Thêm con thách đấu vào nữa là bốn thách đấu đấy. Thêm một con nữa vào là Boruto này. Này là con trai của Kha'Zix, Kha'Lix thì cho cả Luffy. Mẹ em Luffy này nhìn trông trẻ trâu thế. AC này, Son Goku này, Zoro này, Zora Zoro này. Đây quả này nhìn có chất này. Và ai cả Kaido nhìn xấu thật đấy. Toàn siêu Sega với siêu. Đây xanh nhìn đẹp này. Xanh nhìn còn chất một tí. Ba Hancock. Rồi thằng này Sabo. Goku Naruto. 222 quả này chất nhỉ. Được đấy. Bây giờ gặp thằng nào đấy? 2D bé máy. Trận này được độ học viện. Ồ, bộ này được này. Naruto 1 này. Robin này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ. Franky đâu? Thiếu mất Franky này. Ôi, cho em xin, cho em xin cái kiếm đi. Nó lại lấy mẹ kiếm rồi. Không có kiếm thì lấy găng đi. Đéo mẹ. Lại ấy à, bố nhìn là nữa chán thế. Mẹ trận này đồ vớ vẩn quá anh em ơi. Mẹ đồ này thì ghép đi đâu là được, vừa chuỗi thua hay sao này, chả biết phải chuỗi thua không. Ba thách đấu, bốn thách đấu luôn. Lấy con Taric cái. Trận này đánh 6 học viện và 4 thách đấu là hợp lý rồi.
hai vệ sĩ. Bố già này thấy có ảnh bố già nhìn đẹp, Marco xấu hết. Vãi cả nồi ạ, mẹ bị mệnh con đấy làm thua. Mẹ mới giống mỗi quần áo còn lại là chịu thua. Xấu thật, xa vư sốt, không đẹp cho lắm. Chưa bao giờ nghiêm túc từ chuyện gốc đến movie, chưa thấy được ông ta tấp mồ hôi chiến đấu lần nào khi phải đấu với các huyền thoại. Đây, chuỗi thua rồi này. Sức mạnh nhân vật này khủng bố mức nào nè. Cận kề cái chết thì mặt cũng như thế, hiểu không? Cũng chả làm gì được. Ok, thực ra ông là Saitama. Nếu thêm phó người ta không thể kịp thì Usopp cho ông này chết sớm rồi. Nãy giờ đánh đéo gì, mình nhớ có một thằng đấy, thằng này đánh 6 cách đấu rồi này, định mệnh xem nó đã lấy được cả Zone cả cả Pura rồi này. Định mệnh thằng này level mấy vậy, chịu nó nha. Định mệnh nó phải nổi ạ. Đéo là nó đã lấy được Zone ở đây rồi vậy, mình đéo biết sao nó lấy được giỏi thế. Thằng này đây nó lấy cả 6 tách đấu và hai học viện này nhưng mà nó chưa có đồ, toàn có level 1 thôi. Đây một đống như toàn level 1 kìa. Mẹ nó lấy zone này 4 tiền này, 6 thách đấu này, đấy nó up đồ. Nhưng mà up đồ hơi buồn cười một tí. Mẹ nhưng mà nó mà up đủ đồ mới duyên.